hôm nay tao bốc phốt má má, từ ngày mà tuyển cái thợ rửa xe này địt mẹ tao đè giả bộ ghê lắm, để anh rửa xe giùm em cho xịt vô bạn biến oxy đủ má kiếm 1.6 lời ba cái 2 triệu 3 triệu 6 không giữ yên anh giữa nữa thì ba con oxy nữa mỗi con nhiêu 4 triệu 5 triệu 7 5 triệu 7 năm triệu 7 hả ba con là gần 17 triệu rồi ba ba đúng ấm luôn tết này ngon tết. Dạy má khách qua mức dạy tết nhất rồi, lì xì gì ba, lì xì đâu ơi? Lì xì đi, lì xì đâu cái bô đi, lì xì đâu cái bô, cái bô đây lì xì cái gì nữa, lì xì nữa má, mấy người lì xì rồi cái gì cũng được đi, bỏ xe cho nó, bỏ xe cho lì xì. Nay qua hành anh chơi, nay có chuyện để làm nữa. Cái gì nữa? Hôm nay xương nhiều lắm, ăn không? Đủ. Ăn cục xương. Cục xương thì ăn mấy ngày? 4-5 ngày. Ăn 4-5 ngày mới xong luôn. Có bị gì đâu? Hả? Có bị gì đâu? Những bánh bánh hơi quá ký thôi. Tức là nó hơi sốc hay là sao? Hơi sốc dạng quá. Tưng. Đúng rồi. Như do lót rồi. Thôi cậu chị khô quá, bóp cậu chị có 10 ngàn cái à. Hôm nay tao bóp phốt má, từ ngày mà tuyển cái thợ rửa xe này địt mẹ tao đè giả bộ ghê lắm, để anh rửa xe giùm em cho xịt vô bạn biến oxy đủ má kiếm 1.6 lời 3 triệu 2 không giữ yên anh giữa nữa thì ba con oxy nữa mỗi con nhiêu 4 triệu 5 triệu 7 hả? 5 triệu 7 hả? Ba con là 17 triệu rồi ba đúng ấm luôn, tết này ngon, tết này ấm luôn. Nice. 7 triệu. Là gương mặt đại diện trưởng phòng, một thành viên nè. Trưởng phòng nguyên phòng có một trưởng phòng nè, đó. Trưởng phòng kinh doanh nè. Thợ thợ như thầy cu ly trưởng. Cu ly trưởng đừng giỡn. Nè, cảm biến oxy nè. Cảm biến oxy. Rồi, rửa nè. Vô đi. Nhưng mà công tác mà. Anh thích rửa vậy á. Bằng nước chứ nó bị hụt hơi. Anh rửa vậy. Nó bị hụt hơi. Như nước đáy rỉ vậy. Ây da. Tới rồi. À đúng là những con cù non. Má qua đây tày cho má cho mày dắt mũi hết. Những con cù non. Không sao, thầy nhớ còn lưu được anh. Cái gói nào mình xịt vô kèn lát bóp nó kêu không ta? Có, xe em có. Rồi nhờ anh Duy xịt trước xong má xíu nữa mình tiến hành tự rửa. Tháng này anh tự đóng tiền nước đúng không? Nào, cúp camera thôi. Có gì em bán cái clip này 3 triệu nha. Cũng bằng với tiền anh đóng tiền nước à.
Quay chưa? Rửa cái xe, rửa cái xe ơi. Bị số xe ơi. Bị số xe quay không? Đâu? Đâu? Má bị số xe tao. Rửa xe, bị số xe ơi. Bị số xe nó bị dơ. Vậy. Xe tao hả? Giờ xử lý mấy cái xước trên cái củ ô nè. Đây cho biết rõ nè. Đánh là hồi cái này nó mới ken. Mà mấy cái dòng này đánh cho inox 304 được ổn nha anh em. Đây giống như anh em thấy ở đây có mấy cái xước đen đen nè. Mình sẽ đánh nó tiếp. Sáng men. Má đánh bằng đích. Cái thế đánh là được. Đánh móng bằng đích được. Diệt 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 diệt. Má đúng là thầy. Có những kiểu thế mà lạ vãi lồn, đéo ai làm được. Trời ơi, dưới yên xe còn dơ thầy luôn. Má ông nội xịt nó tôi có rửa được kỹ đâu. Phải có dầu hôi hay cái mấy cái đồ vệ sinh sơn xe. Giờ lười mua quá. Rồi. Nó ken xà beng. Tạm ổn. Lần sau sẽ rửa kỹ hơn nữa. Sao có một chỗ để mình ngồi mình rửa riêng luôn, lấy dụng cụ chuyên biệt ra rồi. Rồi giờ có anh Duy mới bày cho thêm cái nữa. Cái chai này là cái chai dùng để xịt cái gì anh? Không, cái này là ngụy trang thôi. Ngụy trang thôi đúng không? Ngoài là 3M nhưng bên trong nó là một cái thứ khác. À, ngụy trang thôi đúng không? Cái này dùng để xịt phục hồi mấy chỗ màu đen nè. Giờ xe mình màu đen rồi, đâu còn màu đỏ đâu, đâu lo. Xịt vậy thôi hả? Là cao su nè nó bị bạc rồi, thấy không? Cứ xịt vậy thôi hả? Xong rồi xíu nữa mình rửa nước lại lần nữa anh. Rửa nước mình lau lại thôi để cho nó thấm. Ok. Cái này để dưỡng xe hơi á. Dưỡng xịt cái đĩa nha nội. Không. Né cái đĩa mà. Xịt phục được rồi. À, đôi khi chỉ có thầy thợ mới nhìn được thôi. Ngon xịt vô heo dầu ấy. Mình ra dài để mà mình để cái bát bát hương lên thôi. Đó, làm gì có tâm có khác. Chứ nào thì cái tái mí thì nhiều. Cái này xíu nữa rửa được mấy cái lớp bấm bám vô luôn không? Để cho nó thấm mấy ngày. 62 hả? Thấm rồi trời nó mới trôi mấy cái đất đỏ rồi nè. Rồi giờ anh em mình trong khi chợ xe nó thấm thuốc.
ngấm thuốc, lấy xe của anh Duy đi đi quẩy. Vario, quân trái sắm hai không? Không, không. Vario Vin đi nồi bô, phun bộ cô sô. Ồ, nồi bô phun bộ cô sô. Đi chậm chó, đi bắt lộn đi cướp chứ. Mới đề lên thì nó sẽ thật ra đầu xíu tại vì bô thoáng quá. Ok. Đi quẩy chút. Dặn là có đó. Ồ, dặn là có luôn. Không, ở bên đi bên Phú Thọ xíu à. Không không, anh cứ lấy xe đó bán xác cũng được rồi. Giọt màu đen đi, bao tay á. Đó, ờ, quấn giọt á. Cũ. Bữa nào rảnh lôi con này ra test. A few minutes later. Đây, hai cục vừa mới mua nè anh em. Giờ xé ra băm thôi. Giờ xác xác xíu. Vô buồn thì một tay quấn cũng được. Bên đây bữa nào chắc phải đem cái con xe của anh Duy ngồi review nè. À, chạy là dính, chạy là dính ha. Qua Tết, qua Tết lấy chứ trong Tết để cho ông đi ăn Tết đi, thôi mình qua Tết mình quậy. Anh nhớ mua màu đen nha, chứ anh mua màu khác là nó dơ lắm luôn á. Hôm bữa em mua màu vàng với màu tím không, em nghĩ là anh nên mua màu đen, anh xài được mấy năm luôn á. Không, mua màu đen này làm nhớ không mà để mua màu khác cầm vô đem thu lụi. Không mà chơi cái này được, con bộ rẻ. Trời ơi, bao tay xịn hả, không cần. Bao tay xịn chỉ giá 20 ngàn. Xong. Bao em 20 ngàn. Chỉ giá 20 ngàn. Cầm nắm là bao êm luôn, bao giảm chấn luôn, bao tay giảm chấn không tuổi luôn. Đúng bạn, thời buổi này rồi ai xài bao tay Vioma chỉ giá 20 ngàn. Vioma, Vioma, Vioma cho một cái ri nha. Ui đầu quấn cán nè. Lúc cạn á. Mấy sao? Cái này là dính dầu thắng. Đúng rồi, dính dầu thắng, nó bị bạc á. Đúng rồi, mà muốn sơn nó là phải chà nhám. Làm sạch sẽ trước, làm sạch hết dầu thắng đồ này nọ chứ không bôi sơn vô là nó nổ nước sơn. Nó dợp nước sơn, dầu thắng. Thằng nước sơn nó cực kỳ kỹ mấy cái loại dầu thắng này. Tại vì cái ghi đông cũ em bị rồi, nó bị dợp hết nguyên đống dầu cũ đó lên. Cái cana đồ á là có cana xịt vô là nước sơn nó không có bám. À. Nó dợp lên luôn. Nó lan nguồn ra. Cái này là phải xử lý kỹ lắm luôn. Mai phải chùi. Tháo nguyên cục ra. Không đầu rửa xà bông sạch sẽ. Còn không mai em mua cùm khác em gắn vô. Đúng rồi, vậy cho lẹ. Nghe ghê ông nội ơi, mua cái cùm. Ngày mai chỉ xử lý dàn đầu trước thôi, chứ mấy cái này là em thấy ok hết rồi. Tại vì nó hay bị bạc ngay cái chỗ này, em bị hoài mà làm léo ra. Mà giờ giờ này là nó thấy nó đen lại hết luôn rồi nè. Nó hết bị bạc rồi. Đỡ hơn. Em nghĩ xíu nó chảy nóng rồi rút vô nữa là đỡ đi. Mai không, nhưng mà có một cái này nè, nó cũng tương tự như ly quy luôn, nhưng mà quẹt thử cho nó. Đâu? Đằng nào chỗ này ngày mai cũng sơn lại đúng không? Đúng rồi. Cho quẹt thử coi luôn. Má lỡ biết đâu được. Mày
Mình phải đi bào á, mình phải bật chế độ bào, bào tới xương. Mình phải để mình... lời em ngọt ngào dụ phát là ra liền. Á chạy sự lấy của sếp sách chữ không? Mai em lên trang giống như vậy nữa. À phải đánh vào cái chỗ cục đen đó hả? Bít mẹ cái lỗ. Lỗ lâu quá không xài bít. Lỗ nào cũng vậy á, lâu quá không xài bít. Không, lỗ kia không vô bít luôn, thậm chí còn rộng. Còn rộng nữa. Lỗ mũi. À ha. Một xíu. Mình phải xương xương. Ê, cái này đánh lên cục máy là bao phê luôn á. Xài có đu quá, sếp quýnh chết. À, được á, được á. Ê, ê, nó đen kìa. Được rồi, má vậy đỡ phải sơn lại anh ơi. Nhưng mà nó chỉ là cái bám thôi, ừ. Cho nên nó sẽ trôi đi theo nhiều lần mình rửa xe. Mà nó đâu có phủ được mấy cái chỗ chóc này đâu, mấy chỗ chóc này phải sơn lại. Rồi đen lại rồi. Good 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 good. Đen là hẳn hết luôn. Nhưng mà rửa xe mấy lần là nó trôi à. Rồi để mai sơn đen lại đi. Cái này phải đánh lại. Ý là mình sẽ thấy nó khác đi nhiều. Cái này đánh cục máy nó bị gì không? Không. Đánh cục vậy mượn thử đánh máy thử đi. Xíu thôi. Đánh cục máy cho nó đen rồi. Không nhận nước sơn mà đen á, nó còn cực hơn so với mấy nước sơn kia anh nhỉ. Em thích cục máy của mình nó đen hơn. Tại vì cái màu sơn đen á mà nó nằm ở ngay cái cục máy này á, trên đầu lòng á, nó dễ bị bạc lắm. Đúng rồi. Đúng rồi. Cái nào cũng bị bạc á. Bụi bặm với lại nung ở một cái nhiệt độ rất là cao. Cho nên là nó bị bạc. Bởi vì sau này mấy thằng xe này mới quay đêm rồi cũng vậy, nó đâu có làm mấy cái sơn đen em mấy này nữa đâu. Hết bị bạc rồi. Hết bị bạc rồi. À, nhìn nó sướng. Lấy cái cọ. Đúng rồi. Quẹt quẹt. Không sao, không sao. Mấy cái này sơ sơ vậy đi. Mai em qua kỹ hơn. Muốn xe mình đẹp còn phải kỹ. Lấy cái mày lấy bàn chải đánh răng đồ á. Đúng rồi, cái này phải bàn chải đánh răng. Get your bride.